Chào à, tất cả các bác, xin chào, xin chào nhá. À, lời đầu tiên khi chúc tất cả các bác một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. À, chúc tất cả các bác à, 8386 máy đỉnh máy đỉnh. Thì hôm nọ cũng có một cái bạn là hỏi mình rằng là à À, tại sao ở khu vực này ảnh hưởng nặng nề của cái uh, cơn bão ấy thì nhưng mà vẫn có rất nhiều người nông dân uh, để đi du lịch, à, rất nhiều người nông dân để đi du lịch mà, và có nhiều tiền. À, <laughs> à, mình xin chia sẻ với các bạn như sau nhé. ở đây ấy, thì uh, thực ra là uh, cái nghề nghiệp, mà, cái cái thu nhập chính của họ ấy không phải chủ yếu vào cây lúa đâu. À, ấy, vừa rồi là bị ảnh hưởng của cơn bão này ấy, thì là đa số là cái cánh đồng ở đây ấy, thì uh, nó uh, À, thu hoạch gọi là không đồng rồi. Nên như các bác nhìn đằng sau đây này. Tuy nhiên thì à, à, thu nhập chính của người nông dân ở đây ấy, ở khu vực này ấy, thì là à, khu vực tỉnh của mình ấy, Chủ yếu làm từ nguồn thứ nhất người nông dân nhé. Mình không nói tới những cái người công chức, người buôn bán và những cái người khác đâu. Nói về người nông dân đấy chủ yếu là thứ nhất là là về à, trồng cây hồi đấy. Thu nhập từ nguồn hồi đấy. đó Các bác nhìn này. Đó, đấy. À, thứ hai thì là họ thu nhập đối với cây thạch đen Đó, thu nhập cây thạch đen nhé các bạn nhìn này họ đi làm này Đó. và cái nguồn thu nhập thứ ba ấy là thường ngày của họ ấy thì là họ đi làm mà làm làm thợ xây để tên ngành nghề thợ xây chính thì họ mới thu nhập được à, để phân tích được cho các bác sau ấy thì là thứ nhất là ở cái thu nhập về cái cây lúa này ấy. À, chẳng hạn như một xào nhá một xào ấy thì là À, trừ chi phí tất cả mọi thứ đi thì nó chỉ được tầm khoảng là 500.000 thôi các bác ơi 500.000 thôi nó không được nhiều lắm đâu Đấy, mà mà lại rất là vất vả mà cả năm ví dụ như là một người làm ấy, một người làm cái lúa chẳng hạn đây này lúa đây này lúa đây này Đấy, làm thì tầm khoảng ruộng ở đây ấy, thì là người làm được tăng lắm một người nhé, làm được tầm khoảng một mẫu rồi một mẫu thì à, thu nhập nếu mà như thế cả một năm họ mới được tầm lãi khoảng 5 triệu thôi, đâm ra là không 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 có được bao nhiêu cả. À, do vậy là họ làm những cái ngành nghề khác thì họ mới có những cái thu nhập tiếp theo nhé, họ mới có thu nhập nhiều hơn để mà họ trang trải về cuộc sống. À, còn à, còn còn bảo là à, ví dụ như bây giờ các bác một người ở đây ấy, một người về trồng cái cây hồi ấy, à, như năm vừa rồi ấy, có một nhà à, nhà trồng được nhiều nhất là 7 tấn 7 tấn một vụ là nếu mà tính trong giá tương đương đối với cái năm đó ấy, năm đó là cân 35.000 cân tươi ấy, thì à, bạn đấy là đã được là 7 200 200 triệu một vụ rồi đó đấy là một bạn kể cho mình biết là như thế và bây giờ ấy, ở khu vực này thì là có một anh tên là bạn của mình nhé anh là bạn của mình nhé bạn của mình cũng làm à, thực ra là làm viên chức làm viên chức của nhà nước ấy, nhưng mà là à, bạn này thì đã có một vườn đã có một những cái đồi quế tổng cộng vào ấy là hơn 40 ha à, 40 ha thì ở đây ấy, bạn ấy là đã trồng được từ 8 năm cho đến là 15 năm rồi 8 năm đến 15 năm rồi nhé vừa rồi ở đây có một bác ở trên này đi trả cho 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 bạn đấy là hơn 25 tỷ đồng đấy 25 tỷ đồng đấy nhưng bạn ấy không bán đâu Ừ. thì là đấy là cái à, à, về trồng Quế thì họ cũng có và bây giờ cũng đã khai thác Chẳng hạn nhưng bây giờ có nhà thì người ta khai thác ngày à, khai thác một chút một chút để bán đấy. ví dụ một cây ấy có tầm khoảng à, 8 9 năm ấy thì có thể được là 15 đến 17 cân thì 15 đến 17 cân thì là cần bây giờ cho là 20.000 đi thì là họ cũng đã được là một cây thì họ cũng đã được tầm khoảng 300.000 rồi đấy, họ đã được 300.000 rồi nhé Đấy, đấy là về cái cây quế còn khi mà cái người nông dân ở đây ấy, họ làm họ thường ngày đi làm làm thợ xây thì trung bình một người ấy làm được hai trăm năm mươi là đối với cái người mà chưa biết gì họ chỉ là cả vứa thôi à, nhưng mà những cái người làm thợ chính thợ cả ấy, thì họ cao hơn tức là mức mức làm của họ là được tầm khoảng từ ba trăm đến bốn trăm nghìn đồng đấy. thế như vậy bây giờ các bác bảo bây giờ làm ruộng này ấy, cả một năm một xào mới được lái lái tầm khoảng 500 nghìn một xào thôi tiền lái nhá thì được cái gì đâu đấy do vậy là họ 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 làm ấy họ thì họ chỉ là làm để gọi là đủ ăn thôi làm làm lúa này ấy, làm đủ ăn thôi nhá đấy, các bác ạ à. à, chứ chứ không không thể làm lúa như này ở khu vực mình để à, làm giàu với phát triển kinh tế đấy được đâu đó Đấy nha các bác nha từ cái việc là em đã uh, phân tích cho các bác đó về vấn đề đó ấy, thì các bác ạ, à, bây giờ thì vẫn còn rất nhiều rất nhiều người thoải mái đi du lịch là do họ có những cái nguồn thu nhập khác đấy, đấy là người nông dân các bác ạ. À. Em đang nói về người nông dân, còn đối với những cái người mà làm buôn bán, công chức, viên chức thì mình không nói đâu nhá người nông dân đâu nha. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video clip lần sau.